Đây là ruộng bí đỏ én vàng BB03. Miếng này là BB03 cây được 30 ngày. Hiện tại đang có trái rồi. Bông nó rất là bự. Nụ dài. Ba mươi ngày nó bò ra tới mấy mương. BB03 kháng virus rất là tốt. Nửa tháng có trái nhỏ, một chèo hai ba trái. Đây là con bí BB03 trồng ở Thới Lai, Cần Thơ. Hiện tại cây bí được 30 ngày. Bộ phấn trắng rất là tốt. Nhìn dàn lá không có cây nào bị virus hết. Ruộng bên đây thì được gần 50 ngày. Ê, chạy nó đây. Đọt mập mập không? Bên đây thì mới bấm ngọn, mới bấm chèo. Cái bí này tầm khoảng 20 ngày. Quá tốt. Coi trái cái bí 50 ngày kìa. Đây, đây là trái bí BB03. Kháng gầy trắng rất là tốt. Tốt. Bí này bông rất là nhiều, bông nó bự lắm, trái nhỏ, bông nhóc hết rồi, nụ dài dài.
luôn càng hiu luôn, bông quá bự, nụ. Đây có trái đây, trái bí bí 03. Bình quân mỗi một chèo là nó cho 2 đến 3 trái. Góc để 3 chèo. Bí này bông bự cũng nhiều lắm. Một công trồng 10 gói là khoảng 300 đến 400 kg bông. Bí này ăn rất là dẻo. Đang có trái. 50 ngày trái bự rồi. Tỉa cái trái, tỉa chèo là để mà nuôi trái. Chèo ra khoảng 2 trái là cắt cái đọt để 2 trái. Đây trái này bự lên da cù à. Bông bự. Đây trái to trái nhỏ, bí này 65 ngày đó thu hoạch, khoảng 55 ngày là bẻ được rồi, 55 ngày là có trái chín này. Nụ đầy rồi. Đó. Này là cái chèo bơi nè. Chèo bơi nó vẫn ra trái nha. Đây, cái chèo bơi. Xuống đây. Chiều chính ra chợ bơi còn có trái. Chạy quá đã. Bông bự bự không? BB03 này thì trồng quanh năm. Cái clip này là clip dưa hấu. Trồng 1 đến 2 vụ dưa hấu thì chuyển qua trồng bí. Tận dụng cái đất nền, phân nền. À. Trái trong đây lên ra cua. Clip dưa hấu này chắc tầm cỡ 3 mét. Miếng bên kia thì mới bấm ngọn, miếng ở đằng này thì nó được 30 ngày, còn cây này 50 ngày, chuẩn bị thu miếng này rồi. Cái này chắc tầm một cái cua màu rất đẹp. BB03 là mùa nắng là không sợ gầy bò phân trắng luôn, kháng lại cái con gầy bò phân trắng của chỉ. Bông nó rất là bự, cuốn bông
cuốn bông hoa sức. Đây là cái bông. Hai mươi ngàn vừa bấm ngọn. BV03 trồng tại Thới Lai, Cần Thơ. Như là cũng bỉ được 30 ngày. Quá tốt. Kháng virus rất là tốt. Đọt mập mập. Mò ra tới ngoài này là có trái. Hơn nửa clip là có một trái. Hai trái. Đọt bò tới đâu ra trái tới đó. Hẹn gặp lại.